Đây anh quay cái clip hướng dẫn sử dụng con Elmo 01 mà nó tiện lợi hơn rất là nhiều khi sử dụng với máy tính, để tránh trường hợp mà một số khách hàng á, họ có cái máy tính mà máy tính đời cũ nó rất là yếu, mà cài phần mềm vào thì nó sử dụng nó không được thích á, thì mình có thể sử dụng ngay trực tiếp mà không cần phải cài đặt gì. Đầu tiên thì cứ khởi động nó lên này. Này, cái này là mình cắm USB, đây là đầu USB ha. Không cần phải, con này nó tiện lợi hơn rất là nhiều con khác là mình không cần cắm nguồn, nó có thể lấy điện từ nguồn USB luôn. Khi mà cắm một cái cắm USB vào máy tính thì tự động nó sẽ nhận diện USB luôn. Đó, như vậy rất là tiện, không cần phải dùng cái gì hết nữa. Rồi, sau đó là em vào phần mềm của thằng Windows, mình không phải cài gì cả, ở chỗ camera này, thấy không? Đó. Rồi, mở nó ra. Thì thằng camera máy tính đó, được phone nó sẽ sử dụng cái camera của máy. Thì khi đó thì mình muốn đổi sang với thằng Elmo thì mình bấm vào đây. Đây nhá. Đây nhìn không? Bấm vào đây. Dùng chuột lấy vào đây. Rồi. Đó. Đó, như vậy là em thấy chưa? Nó đã nhận. Đó, như vậy là sử dụng được rồi. Thì nó sẽ có hai tính năng là một là chụp ảnh, hai là quay phim, thì mình để cái gì cũng được. Em nhìn thấy rõ nét chưa? Thì cái này là mình không cần phải cài đặt phần mềm gì hết, bấm vào là sử dụng luôn, rất là tiện lợi luôn. Và khi các cô thao tác á, ví dụ như là mình đang dùng cái này rồi, mình thu nhỏ đi, mình mở cái những cái app khác ra, rất là tiện, nó không, rất là dễ sử dụng luôn, không cần nặng máy và gọn gàng nha. Đó, vừa sử dụng cái này, ví dụ các cô vụ đang dạy học mà đó, các cô muốn muốn dùng cái phần mềm khác thì các cô mở ra rồi. Rồi còn nếu các cô lại tiếp tục muốn xem cái bài của mình và xem cái bài mà đang ấy cho học sinh thì mở nó ra thôi, mở cái rất là tiện lợi. Và những cái thao tác ở trên này vẫn ok, ví dụ như là mình bấm focus này, em sẽ thấy này, đó auto focus này, rồi mình zoom, thấy không, zoom này, zoom lên, hay là mình làm bật sáng, hay tất cả mọi thứ đều ok hết nhé. Cái này em nốt lại để hướng dẫn cho khách hàng, rất là dễ sử dụng luôn. Không, như vậy là rất là gọn, không cần phải cắm nguồn, không cần phải cài phần mềm, chỉ cần cắm USB là mình có thể sử dụng được ngay. Đẹp không? Đó. Rất dễ sử dụng luôn.